Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc nha. Thì Long mong rằng tất cả những người thân yêu của mình luôn luôn vui vẻ và tươi cười, giống như Long mỗi ngày đều tươi cười bởi vì răng của Long nó bị hụt. Thì bây giờ là Long sẽ chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là có nên mua chung sổ với nhau hay không. Thì mọi người cũng biết là khi chúng ta đi đầu tư một mình đó, thì chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ eo hẹp về tài chính, chúng ta không đủ tiền để mua mảnh đất khi giá đất nó tăng cao như hiện nay. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải cái tiền của chúng ta cần phải chia ra nhiều rổ, cho nên, và thứ ba là cái sự rủi ro về đầu tư. Nếu như một cái đầu có 5-7 cái đầu thì chắc chắn 5-7 cái đầu sẽ giỏi hơn một cái đầu, đúng không nào? Thì một cái đầu mà chúng ta đi đầu tư, chúng ta am hiểu thị trường không rõ bằng 5-7 cái đầu đi tìm hiểu về thị trường, thì sẽ rất là tốt khi chúng ta hợp tác đầu tư với những người bạn, những người cùng đồng hành với chúng ta những trên đoạn đường chúng ta đi đầu tư. Bởi vì đầu tư không chỉ đầu tư 1-2 ngày, 1-2 thương vụ, mà chúng ta phải đầu tư suốt đời. Vì vậy thì chúng ta cần phải có những người bạn để cùng nhau đi đầu tư. Thì cái việc đi đầu tư của chúng ta thì có một điều là những người bạn của chúng ta thì chúng ta phải am hiểu về họ, chúng ta phải hiểu về họ và chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta mới đi đầu tư tốt được, thì thành thương vụ nó mới thành công được. Thì các bạn cũng biết là ví dụ như một người mà kẹt tiền thì rất là nguy hiểm, người ta muốn bán ra. Thì ví dụ như chúng ta cùng tới 4 người hoặc là 7 người chúng ta cùng nhau đi đầu tư, mà trong 4 đến 7 người đó, 7 người đi, thì trong 7 người đó có một người là người ta đang kẹt tiền và muốn bán nhưng đất ra, thì mà 6 người đó, người còn lại không đồng ý thì rất là khó xử, đúng không nào? Không biết phải giải quyết như thế nào. Còn hoặc là khi giá đất nó, thì thường khi chúng ta đi đầu tư thì chúng ta phải ra một cái thỏa thuận là cái giá đất đó nó tăng lên cái giá trị từ 20 hoặc đến 25% gì đó, chúng ta tới điểm đó thì chúng ta sẽ bán ra. Thì khi có lợi nhuận từ 20 đến 25% cái lợi nhuận cái mảnh đất đó thì chúng ta cùng nhau bán ra theo cái thỏa thuận lúc ban đầu, chứ không phải là khi nó tới 20-25% chúng ta thấy nó sốt quá muốn bán cao hơn nữa. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng có một số 7 người nhưng có một người là muốn giữ lại thì lại rất là nguy hiểm, cho nên phải thỏa thuận từ lúc ban đầu và chúng ta còn phải tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta mới đi được cái một đoạn đường dài được và chúng ta mới đi xa được. Thì Long nghĩ rằng điều gì cũng vậy, nếu như chúng ta có những người bạn đồng hành trên con đường chúng ta đi thì chắc chắn cái việc chúng ta đi nó sẽ xa và nó sẽ rút ngắn được thời gian chúng ta đi hơn, và chúng ta sẽ đi nhanh hơn, đi xa hơn. Và chúng ta khi gì đặc biệt vấn đề về bất động sản thì chúng ta sẽ am hiểu về cái thị trường nhiều hơn và chúng ta sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn, và đặc biệt là về vấn đề tài chính chúng ta sẽ đỡ rủi ro hơn. Và nhưng mà như là mình nói vừa rồi á, như các bạn cũng biết là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về người cái đồng hành cùng với chúng ta cần phải am hiểu về họ và tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta mới đi được đoạn đường xa và cần phải có thỏa thuận với nhau nha các bạn, nha mọi người. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà Long rút ra được. Long nghĩ rằng trong cái khoảng thời gian một số người bạn của Long khi đồng hành cùng với nhau đã gây ra những cái mâu thuẫn và điều tra.